Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Minh Đức Vlog. Thì hôm nay em cũng cùng với lại các anh em trong nhóm của VinFast tại Vinhome Grand Park có cùng kết hợp với lại đài truyền hình VTV thông điệp về xe VinFast từ chất lượng đến dịch vụ, và có thể là những ngày và trải nghiệm của người dùng từ khi những ngày đầu nhận xe và tới khi bây giờ là nó có như thế nào, bất cập hay không, xe có bị lỗi những gì hay không, thì là còn dịch vụ về cái phần hậu mãi sau bán hàng như thế nào và dịch vụ của các showroom 3S ra làm sao. Thì trong cái buổi trải nghiệm của bên này thì các anh em sẽ tập hợp lại tất cả các dòng xe và tất cả những cái gì mà liên quan tới cảm nhận của từng người, và thể hiện rất là rõ ràng và chân thật cho mọi người cùng theo dõi, để mọi người có cái nhìn khách quan hơn về vấn đề xe điện của Việt Nam và cụ thể là xe điện của VinFast. Chúng tôi đang có mặt ở tại Vincom Thảo Điền quay cái xuồng. Ok,
cuối cùng là kết thúc cái sụt quay cuối cùng của nhóm. Rồi, chúng ta cùng về thôi.